Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nông Sản Dũng Hà. Hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm đặc biệt và vô cùng tiện lợi cho những ai yêu thích ẩm thực Hàn Quốc và Nhật Bản, đó chính là rong biển cuộn cơm. Đây là nguyên liệu không thể thiếu trong món sushi và kimbap, mang đến hương vị biển cả tươi ngon và bổ dưỡng. Cùng Nông Sản Dũng Hà khám phá và review về sản phẩm này nhé! Nông Sản Dũng Hà kính chào quý khách, chúc quý khách có một ngày thật an vui! Rong biển cuộn cơm là sản phẩm được làm từ rong biển tươi, qua quá trình xử lý và sấy khô, giữ nguyên được hương vị đặc trưng và giá trị dinh dưỡng. Dưới đây là những công dụng nổi bật của sản phẩm này. 1. Giàu dinh dưỡng, rong biển chứa nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin A, C, E, K, canxi, sắt và iốt. Những dưỡng chất này giúp tăng cường sức khỏe tổng thể, hỗ trợ hệ miễn dịch và chống lại các tác nhân gây bệnh. 2. Tốt cho tiêu hóa, rong biển giàu chất xơ, giúp cải thiện hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và duy trì cân nặng lý tưởng. 3. Hỗ trợ chức năng tuyến giáp, hàm lượng iốt cao trong rong biển rất tốt cho tuyến giáp, giúp điều hòa chức năng tuyến giáp và ngăn ngừa các bệnh liên quan. 4. Linh hoạt trong chế biến, rong biển cuộn cơm không chỉ dùng để làm sushi hay kimbap mà còn có thể sử dụng trong nhiều món ăn khác như salad, canh rong biển hay cơm trộn. Điều này giúp bữa ăn của bạn trở nên phong phú và hấp dẫn hơn. Rong biển cuộn cơm không chỉ mang lại hương vị thơm ngon, đặc trưng của biển cả mà còn cung cấp nhiều lợi ích cho sức khỏe. Hãy thử ngay và cảm nhận sự khác biệt từ sản phẩm chất lượng này. Để mua rong biển cuộn cơm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, bạn có thể tìm thấy nhiều địa điểm phân phối. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng sản phẩm và an toàn vệ sinh thực phẩm, hãy đến ngay Nông Sản Dũng Hà nơi cam kết cung cấp rong biển cuộn cơm chất lượng, được lựa chọn từ những nguồn gốc đáng tin cậy và đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Chúng tôi cũng hỗ trợ đặt hàng từ xa, vận chuyển và kiểm tra sản phẩm trước khi thanh toán. Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 1900 986 865 để biết thêm chi tiết. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh Nông Sản Dũng Hà để cập nhật các review sản phẩm nông sản hữu ích nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.